quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn tìm hiểu về khai thuế miễn phí 2019 cho các gia đình có lợi tức thấp. Chương trình do Võ Thành Nhân và ông James Hoàng Đỗ thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với anh James Hoàng Đỗ để nhằm tìm hiểu về vấn đề chương trình khai thuế miễn phí của năm 2019. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Dạ, trước hết nhân. Xin được kính chào anh Hoàng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Mỗi năm anh đã cho Hoàng một cơ hội để lên chương trình của SPTN để nói ra về cái chương trình của chúng tôi đài thọ ở vùng Fairfax County, Virginia này cho những quý vị ở vùng này để được hưởng những cái chương trình mà chúng tôi provide miễn phí cho chương trình làm thuế. Nhưng mà chương trình VITA này là cũng là chương trình lớn mà phải không? Dạ thưa anh, dạ, cái chương trình này là VITA, là Volunteer Income Tax Assistance Program. Cái chương trình này là của toàn nước Mỹ. Chương trình này managed bởi IRS, là Internal Revenue Service. Thì tùy theo cái chỗ mà dân họ cư ngụ, họ có thể vô cái IRS website là www.irs.gov. Rồi search engine đó, đánh vô cái chương trình gọi là VITA. Thì sau đó, đó nó sẽ ra, họ kêu đánh vô cái zip code của mình ở đó, thì nó sẽ ra cái coalition của cái vùng đó. Thì vùng này là, ở đây là Fairfax County Government, là cái người mà đứng ra để đài thọ này chương trình. Và khi mà chúng ta nói quận, chúng ta cho cung cấp cho những người ở trong quận của chúng ta để mà được khai thuế miễn phí như vậy đó, thì cái điều kiện năm nay nó có khác gì năm ngoái không? Dạ, năm nay là income đó là 55.000. À, 55.000. Hồi trước là 54, dạ. Cứ mỗi năm theo cái cost living thì lên. Mà thật sự ở đây nói là tùy theo họ ở, nhưng ở đây thí dụ người nào ở Maryland, DC có thể tới Virginia để làm thuế của miễn phí, là tùy theo cái income guideline, là nếu họ meet cái 55.000 đó cho là họ qualify. Một người. Một người hay là một gia đình cũng vậy. Dạ, thường thường là cái qualification nhiều khi nó không có, nó có unfair một chút, là thí dụ một người mà làm 55.000 cũng qualify, mà một gia đình đó maximum là cũng là 55.000 thôi. Tức là cho dù 4 người, 5 người hay là 3 người cũng là 55.000 thôi. Dạ, cái cap của nó là 55.000. Very interesting, cái này cũng hơi lạ. Và khi mà chúng ta nói khai thuế miễn phí thì hiện nay đó, cái chương trình nó đã bắt đầu chưa hay là nó chỉ mới ở giai đoạn huấn luyện cho những người để mà đi làm cái công việc khai thuế miễn phí? Dạ thưa anh, thì cái chương trình này nó bắt đầu hồi tháng 9 năm 2018 là bắt đầu rồi. Đã bắt đầu rồi. Rồi tại vì mỗi năm đó là tụi này cũng Hoàng đã thứ nhất là reach out to những người muốn học thuế, và reach out vô những trường đại học, giống như là năm nay thì năm vừa rồi đó là Hoàng sponsor 3 intern của GMU. Những người học sinh học về junior hoặc là senior về accountant để mình sponsor về cái chương trình internship. Thì cái internship là như vậy, là họ người học sinh đó là phải apply. Thì năm nay có khoảng 40 người học sinh apply mà Hoàng đã nhận được 5 người thôi cái chương trình này. Tại vì cái chương trình này đó là họ bắt buộc là phải contribute 150 tiếng volunteer time, thì kể luôn cái thời giờ họ học đó để lấy cái certification, để pass cái exam đó. Và trong thời gian chúng tôi sẽ mở đó vào tháng 2 để giúp cho những người mà làm thuế đó, thì cái bắt buộc là họ phải contribute đúng 150 tiếng. Thì ngược lại, George Mason sẽ cho họ đúng 3 credit. Thì mỗi năm đó là khoảng tháng 9 là tụi này recruit những người muốn làm thuế. Và mỗi năm cũng hơn là chúng tôi có những cái người return volunteer là đã giúp tụi này đã rồi. Đã giúp rồi, trở lại. Thật ra mỗi năm có khoảng từ 400 đến 500 người để đăng ký, ghi tên để đi học, mặc dù họ đã là CPA hay luật sư gì, họ cũng phải đi học và họ phải pass một cái exam của IRS. Nó có hai level, một là intermediate certification là phải pass, hai là advanced. Thì chúng tôi có tất cả là 15 văn phòng, tất cả 14 văn phòng, tại vì có chương trình Deloitte là kể luôn 15, nhưng tất cả 14 văn phòng ở cái vùng này, là kể luôn Fairfax County, Arlington và Prince William County là của thuộc trong coalition của chúng tôi. Và nếu mà chúng ta nói về những cái trung tâm mà khai thuế như vậy đó, thì bắt đầu lúc này là đã nhận những cái người mà có cái điều kiện là dưới 55.000 trở xuống đó, là có thể bắt đầu mang hồ sơ tới để mà khai thuế. Dạ thưa chưa anh, khi nào thì chương trình bắt đầu? Sẽ bắt bao đầu vào thứ bảy tuần tới. Thứ bảy tuần tới, dạ, là thứ bảy tuần tới, là thứ bảy của January 2026 đó, là sẽ bắt đầu văn phòng mở đó. Là cái ngày thứ ngày 7, đầu tiên ngày 26 tây tháng giêng. Dạ thì có những tất cả location trong cái bookmark đó, thì anh có thể anh cho họ biết. Chạy trên cái screen đó cho thấy được tất cả những cái location mà mình có đó. Và thường thường nó bắt đầu lúc mấy giờ hả anh Hoàng ha? Tùy theo cái location anh, tại vì giống như là ở Annandale đây đó, thì tụi này sẽ mở cửa khoảng lúc cho từ 10 giờ sáng
Tùy theo, thành ra đó cái the best location mà họ có thể muốn đó là họ có thể vô cái website của chúng tôi đó là www.nvh, là N là giống như Nancy, V là Virginia, A là Apple, rồi chữ cash là cash.org, thì sẽ ra cái website của chúng tôi ở đây và sẽ click on cái location đó, thì đó thì có gì anh sẽ đăng lên đó để cho họ vô trong cái website đó, thì họ sẽ coi từng cái địa điểm và từng cái ngày giờ chúng tôi sẽ mở. Và cái trung tâm nào gần nhất ở Eden Center? Annandale là gần nhất. Trên đường 236. Dạ, 7611 Little River Turnpike. Actually, cái văn phòng đó, cái văn phòng lớn nhất là văn phòng chính của Hoàng đó. Thì mỗi năm văn phòng đó làm hơn khoảng từ 900 cái thuế. Wow. Tại vì mỗi năm đó là system-wide là chúng tôi làm khoảng từ 5.600 cho đến 6.000 cái thuế trong vòng 2 tháng. Thì chúng tôi mỗi năm là đem khoảng gần hơn 9 triệu tiền Federal Refund về đây. Và cộng thêm là chưa tính những cái tiền mà chúng tôi có thể giúp cho những quý vị đồng bào cư ngụ ở vùng này đó không phải đóng cái tiền lệ phí, mà mỗi khi mà họ ra để họ làm khai thuế cho những người khác đó thì họ phải đóng cái lệ phí là từ 100 đến 200, có thể hơn nữa. Chúng tôi làm free, mà chúng tôi làm đúng là tại vì cái này là chương trình của chính phủ và chúng tôi làm theo cái requirement của IS, là vì cái chương trình này là partner với IS, software cũng là IS, mà những training cũng là IS provide xuống, sách vở là cũng từ IS xuống. Và quý vị cũng sẽ đón xem, chúng tôi có rất là nhiều những cái public service announcement, có nghĩa là những cái thông báo của cái chương trình này ở trên TV của đài SBTN trên bản tin Hoa Tình Đốn. Nhưng mà bà con muốn liên lạc bằng số phone hay là email hay là website thì anh Hoàng đã cho biết rồi, nhưng mà cái số phone nào để liên lạc và cái email nào để mà hay nhất? Nếu mà tại vì họ không muốn cần nói tiếng Việt đó thì có thể là email đến directly với tôi là Hoàng, James Hoàng Đỗ, là email là james.do@ fairfaxcounty.gov, hoặc số điện thoại trong văn phòng của tôi là 703-533-5471. Thì nếu họ có muốn hỏi về đó những cái gì đó về chương trình làm thuế đó, thì có thể hỏi tôi thẳng directly. Và cũng tiện đây đó, họ muốn nói cho với anh đó là những cái giấy tờ mà họ phải cần đem tới là tại vì cái rất là quan trọng. Thứ nhất là họ phải cần đem theo cái ID của họ và cái số cái thẻ xã hội Social Security. Tại chúng tôi muốn prevent cái vấn đề identity theft. Thành ra người nào muốn khai thuế mà trong tất cả vợ chồng và con cái đều phải có một cái ID, cái thẻ xã hội để chúng tôi coi. Thứ nhì đó là những cái W2 và những cái 1099 income mà họ nhận được thì chúng tôi mới làm thuế được. Thứ ba đó là những cái mà cái tiền expense họ có, giống như là họ mua nhà hay là child care expense mà chúng tôi làm, có thể muốn làm deduction đó, thì chúng tôi phải có những cái giấy tờ đó, hoặc là có receipt cái này cái kia. Thì chúng tôi sẽ giúp cho họ, tại vì phải có những cái giấy tờ đó chúng tôi mới bỏ mới được cái dữ kiện vô cái computer. Cũng tránh tình trạng đi tới đi lui nhiều lần mà không khai thuế xong á. Tại cái software là của tax layer của IRS nên là chúng tôi bỏ hết những dữ kiện đó vô. Ngoài ra thì còn có giấy tờ gì nữa không? Thứ nhất là họ theo cái proof là cái họ phải có insurance nữa, tại vì cái đó là mặc dù mà cái luật mới năm tới là họ không cần, nhưng năm nay là họ cũng phải cần, giống là họ có phải có proof insurance. Tức là năm nay vẫn phải cần có bảo hiểm. Phải có, tại vì năm nay là năm vừa rồi đó. Rồi họ phải có proof và họ có insurance, chứ không họ phải đóng penalty. Rồi xong direct deposit nữa là tại vì chúng tôi sẽ e-file cái hồ sơ của họ vô IRS và trong vòng từ 2 đến 3 ngày họ sẽ được direct deposit thẳng vô trong nhà băng của họ. Hay quá. Những công việc này đều là miễn phí, mà chúng tôi làm là làm đúng, tại vì những người nào muốn học thuế mà làm chương trình volunteer này là phải pass exam mới được volunteer, còn nếu không là họ không được. Với một cái nữa là chương trình này đó sẽ bắt đầu đó vào thứ bảy tuần tới và sẽ hết vào ngày 4 tháng 13 2018, là tại vì năm nay April 15 đó là ngày thứ hai, tức là ngày 13 tháng 4 đúng quý vị. Đúng rồi, chứ không phải là ngày 15 nữa. Thành ra nếu quý vị phải vô cái website đó để biết, tại thường thường mỗi năm là chúng tôi mở sau ngày April 15, nhưng năm nay đó tại vì nó nhằm ngày 13 là ngày thứ bảy, là ngày cuối cùng chúng tôi mở đó. Thành ra quý vị phải tới văn phòng trước để chúng tôi giúp cho quý vị. Nếu quý vị muốn hỏi thẳng đó về tôi, về chương trình này, xin liên lạc thẳng với tôi là James Doe, số điện thoại là 703-533-5471. Xin cảm ơn rồi. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi với là anh James Hoàng Đỗ đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi sẽ có những cái thông báo để mà quý vị hiểu rõ thêm về cái chương trình này. Xin được cảm ơn Hoàng. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào.
đón mừng năm mới Teletron tưng bừng đại hạ giá. Cá hồng sâm đại hàng 6 tuổi 48 đồng một hộp hay chai. Nồi cơm điện làm tại Nhật chảo Hàn Quốc, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp 15% off. Dreamwave Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới tặng Luxury Office Chair Made in Japan trị giá 3.000 đồng hoặc 188 đồng một tháng trả góp 4 năm không tiền lời tặng quà 600 đồng. Teletron đặc biệt giới thiệu máy rung sóng siêu âm Nami JP Medic Made in Japan giúp đả thông kinh mạch, trị liệu đau nhức, tan mỡ giảm cân, hiệu quả an toàn, giá 6.000 sale 3.499. Nệm cứng chống đau lưng Amante Italy chỉ 3.999 đồng. Trade in nệm cũ 500 đồng. Nệm Lamborghini giác bạc 136 đồng một tháng trả góp 4 năm không tiền lời. Nệm lông lạc đà bầm ngựa Magniflex Italy 35% off. Teletron mua lại nệm cũ 1.000 đồng. Bộ sofa da 100% Made in Italy 50% off chỉ từ 2.999 đồng. Trade in 500 đồng. Bàn ăn mặt đá cẩm thạch Made in Italy 35% off mua lại bàn cũ 1.000 đồng. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-8999 703-237-8999. Tại sao? Nói bây giờ ở nhà đó, nói mình muốn ăn phở, ra đi mua xương, rồi đặng về đặng ăn. Trời ơi, thôi, dụng xương nó bỏ đi, trời đất ơi, lạc hậu rồi. Đây nè, bà thấy không? Nước cốt của bò làm thành kẹo lợn, làm thành một hộp về đây nè. Quá ngon, quá tiện, quá đã. Trời ơi. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.